Rồi thì uh, xin chào các bạn đã tham gia cái buổi uh, chia sẻ ngày hôm nay nha. Thì trong cái buổi ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái công cụ là Bob Thì đây là một trong những cái công cụ mà test về bảo mật phổ biến nhất hiện giờ. Đúng không? Thì uh, gần như là bạn nào mà làm về security thì cũng sẽ làm về cái uh, tool Bob này thôi. Nên uh, đây là một trong những cái công cụ mà không chỉ những người làm về security. Đó mà kể cả những cái người làm về hacking đó bảo mật hoặc là tất cả những cái liên quan đến uh, cái mảng này thì uh, đa số và thường là sẽ sử dụng cái công cụ này ha rồi thì uh, hôm nay mình sẽ chia sẻ để uh, đặc biệt là cho các bạn nào mà uh, mới làm quen tiếp xúc với cái công cụ này có một cái góc nhìn cũng như là xem thử uh, là cái công cụ này sẽ hoạt động ra sao và sẽ giúp ích được cho mình những hoạt động gì đó thì cái mục tiêu của buổi hôm nay là nó sẽ rất là tổng quan và mang cái hướng là tiếp cận nhiều hơn và sau đó thì nếu mà bạn nào mà có câu hỏi hoặc là có cái phần nào mà muốn uh, trao đổi thêm thì mình có thể là chat vào trong cái chat window ha hoặc là có thể là bật mic lên rồi mình sẽ trao đổi mình kêu trực tiếp cũng được luôn đó thì buổi hôm nay mình sẽ rất là mở để trao đổi và mình sẽ uh, cố gắng là chia sẻ những cái uh, thông tin rất là quan trọng về cái công cụ này cũng như là song song đó thì mình sẽ chia sẻ về cái uh, phần đó là bảo mật nếu mà uh, mọi người có cái câu hỏi liên quan ha rồi thì uh, uh, đó là cái phần uh, giới thiệu tổng quan thì uh, chắc là trước khi mà mình bắt đầu uh, mọi người có thể là comment lên ví dụ như là comment uh, số 1 lên đi ha để sang biết uh, là âm thanh và mọi thứ nó sẵn sàng rồi rồi, cảm ơn Hùng. Rồi, có Lan Hoàng, Hùng nè, My, Vinh Trần. Cảm ơn mọi người nha. Rồi. Rồi, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Thì um, chắc là Sang sẽ giới thiệu tổng quan về cái công cụ này trước. Thì cái tool Suite đó nó là một cái tool về bảo mật. Đó và để mà tải cái công cụ này thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Mọi người có thể là lên Google mình search cái từ khóa là download Bob Đó thì nó sẽ ra cái uh, uh, trang web để cho mình tải cái công cụ về. Đó thì uh, mình sẽ tải về và cài đặt lên máy ha. Thì cái công cụ này có thể là cài trên cả Windows, um, Linux, Mac đó thì nó hoạt động trên rất là nhiều những cái platform khác nhau thì bây giờ sang sẽ đi thẳng vào trong cái công cụ luôn để mà mình thấy được cái giao diện trước khi mà mình sẽ làm một số cái kịch bản liên quan rồi thì hiện tại là cái bot nó có hai cái phiên bản nha một á, là nó gọi là community tức là bản miễn phí á, thì nó sẽ giới hạn một số cái tính năng Đó, ví dụ đặc biệt là cái tính năng mà liên quan đến cái phần là scanning nè tức là quét cái lỗi tự động á, thì trên cái phiên bản community nó không có uh, ngoài ra thì uh, nó còn một phiên bản nữa là professional thì đây là cái phiên bản mà có tính phí và nó đầy đủ tất cả những cái tính năng cần thiết đó. tuy nhiên đó là khi mà mình uh, làm cũng như là mình học đó, thì thường đó là cái phiên bản community là đã đáp ứng được cái nhu cầu của mình rồi đó. và uh, phần lớn những cái mà mình uh, có thể test uh, cũng như là tìm ra được những lỗ hỏng thì mình có thể là dùng cái bản community được chứ không cần thiết phải dùng cái bản là professional đâu đó tuy nhiên là nếu mà bạn nào mà test những cái dự án trong công ty hoặc là mình uh, làm một cái uh, project á và mình có cái chi phí á, đó à, có cái, uh, cái 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 tiền cho cái phần là mua cái công cụ thì mình sẽ mua cái phiên bản pro thì nó sẽ giúp cho mình là tối ưu hơn thôi đó còn cái phiên bản community nó vẫn đáp ứng được nó vẫn sử dụng được ha tại vì uh, khi mà mình làm bảo mật thì nó cũng uh, một phần nhỏ là trong cái công cụ thôi còn lại thì nó do cái kiến thức cũng như là những cái kinh nghiệm của mình là chính nên uh, cái bản uh, miễn phí không không phải là cái bản mà mình không dùng được đó cái đó là cái mà sang muốn chia sẻ thôi rồi thì bây giờ mình sẽ bật cái tool uh, bóp lên thì uh, khi mà mình bật cái tool lên á, thì mọi người có thể là chọn mặc định đi ha cho nó vào được cái uh, giao diện bên trong đó thì cái giao diện bên trong nó sẽ như thế này rồi thì uh, trên đây nó cũng sẽ có khá là nhiều những cái uh, tab công cụ khác nhau đó thì uh, thường đó là mình sẽ dùng uh, một trong số này thôi ví dụ như là trong buổi hôm nay á, thì Sang sẽ chia sẻ về cái phần là proxy để mình có thể là bắt lại những cái request từ client gửi lên server đó thì uh, chắc là cái phần này sang sẽ chia sẻ tổng quan ha tại vì mình có thể là sẽ không có thời gian để thực hành uh, hand on trực tiếp đó nên uh, mọi người có thể là xem cái cách làm cũng như là cái hướng làm để uh, mình có thể là thực hành lại sau cái buổi hôm nay rồi thì um, sau khi mà mình mở cái công cụ lên á thì mình vào trong cái mục với là proxy đó và ở đây á nó có một cái mục với là open browser nè mình có thể bấm vào đây để bật một cái trình duyệt mới lên. Đó, mình sẽ bấm vào đó để bật một cái trình duyệt mới lên ha. Rồi thì đây chính là cái trình duyệt mà cái công cụ pop suýt sẽ được bật lên. Thì cái trình duyệt này á, mình có thể là xem nó giống như là một cái client-side. Và bây giờ ví dụ như là mình sẽ truy cập một cái trang web bất kỳ. Ví dụ như là sang truy cập một cái trang demo là test bsb đi. Đó thì mình thấy nè. Thì khi mà mình mở một cái trang web lên từ trên cái trình duyệt á. Thì trên cái tool là BuzzSuite nó sẽ bắt lại được một cái request ở trong cái phần là lịch sử, đó thì cái cách hoạt động của cái chỗ này nó sẽ là sao sao thì uh, cái trình duyệt nó sẽ đóng vai trò giống như là một cái client side và khi mà mình vào trong một cái trang web đó, ở cái client đó, nó sẽ gửi một cái request lên server đó và server nó sẽ nhận cái request đó, nó lấy thông tin cũng như là nó trả về một cái response đó thì mình thấy được á là cái tool based switch nó sẽ có thông tin là cái request nó gửi lên server là cái gì cũng như là cái response từ trên server nó trả về là cái gì đó, thì thông qua cái công cụ này á, thì mình sẽ biết được á, là cái request và cái response ngoài ra thì mình có thể là bấm vào trong những cái menu ở đây đó thì mình thấy nè khi mà mình bấm vào trong từng cái link từng cái menu thì trên cái lịch sử á, nó cũng đều ghi nhận lại được những cái thông tin mà mình vừa gửi lên trên cái server rồi thì cái phần này ý nghĩa nó là cái gì? Tức là mình nếu mà mình không có sử dụng cái proxy hoặc là cái tool á thì khi mà mình thao tác ở trên cái ứng dụng web á thì nó sẽ gửi trực tiếp lên trên cái máy chủ. Đó, và mình không có đọc được thông tin của nó. Nhưng mà khi mà mình test về bảo mật á thì cái việc mà đọc thông tin đó, nó sẽ rất là quan trọng. Đó nên mình sẽ cần setup để những cái request được gửi lên á cũng như là những cái kết quả trả về á nó sẽ được ghi nhận lại trên cái tool và mình có thể đọc thông tin, ví dụ như là ở đây á sẽ có thể đọc được á, là biết á, là nó gửi lên server với cái method là gì nè và cái trang nào cũng như là trên cái server nó phản hồi lại những cái dữ liệu là gì. Thì ở đây nó chính là cái uh payload. Còn nếu mà mình muốn render ra thì mình sẽ bấm vào cái tab là render ở đây. Đó thì nó cũng sẽ render ra rồi thì nhìn vào đây á mình sẽ thấy được những thông tin gì ví dụ như là ở đây nó có một cái lỗi này nè khi mà mình gửi một cái request lên server đó thì cái server nó trả về cái thông tin đó nhưng mà trên cái response header á, nó sẽ có một số thông tin nhạy cảm ví dụ như là nó hiện ra cái server version nào hoặc là cái bsb version đó thì những cái thông tin này á nó sẽ giúp cho hacker biết được nhiều cái dữ liệu những cái thông tin của hệ thống của mình và từ đó thì họ sẽ tấn công nó dễ hơn ví dụ như là nếu mà họ không biết mình dùng cái php phiên bản bao nhiêu á thì khi mà họ tấn công thì họ sẽ rất là khó khăn còn nếu mà họ biết được mình dùng php phiên bản bao nhiêu rồi á thì họ sẽ tìm kiếm những cái lỗ hỏng những cái lỗi của phiên bản này và họ sẽ tấn công nó sẽ nhanh hơn đó nên cái việc đó là mình để lộ cái thông tin những cái thông tin không cần thiết lên thì nó cũng sẽ làm cho hacker đó, tấn công cái hệ thống của mình là nó là đơn giản và nó nhanh hơn đó thì đây cũng là một cái lỗi liên quan đến bảo mật ha và đây nó nằm ở trong cái nhóm là để lộ cái thông tin nhạy cảm về cái ứng dụng của mình đó nên mà mình ở đây là một cái ví dụ khá là đơn giản để mình thấy được đó, là nếu mà mình không có sử dụng cái bóp suýt á thì những cái lỗi tương tự như thế này thì mình sẽ không có thấy được hoặc là mình sẽ rất là khó để thấy những cái lỗi này còn nếu mà mình sử dụng cái bóp á đó thì mình sẽ nhìn cái thông tin gửi lên cũng như là cái kết quả trả về nó rất là nhanh và từ đó thì mình sẽ nhìn ra được những cái lỗ hổng nó cũng rất là nhanh. Đó thì cái đó là cái công dụng khá là lớn của cái, cái 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 tool mà mình đang sử dụng ha. Rồi, thì cái phần này á mình đang gọi là cái request và response. Đó thì mọi người thấy là nó cũng không phức tạp đúng không? Mình chỉ cần mở cái tool lên, sau đó thì mình sẽ vào cái phần là proxy và mình sẽ bật một cái trình duyệt lên đúng không open browser và sau khi mà mình open browser rồi á thì những cái thao tác mà mình sẽ làm ở trên cái trình duyệt đó nó sẽ được ghi nhận lại trên cái lịch sử của cái Toolbox ngoài cái ví dụ đầu tiên đó, là nó giúp cho mình nó là thấy được một số cái thông tin một số cái lỗi căn bản của cái ứng dụng thì nó còn một cái công dụng nữa cũng rất là hay ví dụ như là uh, mình có một ứng dụng là web đi đó và mình muốn biết được uh, là dép họ dùng cái API nào để xử lý một cái chức năng ví dụ như là mình nói là mình có một cái chức năng là thanh toán đi đó nhưng mà mình muốn biết được uh, là bên dưới dép họ đang gọi đến cái API nào để thanh toán đó thì mình hoàn toàn có thể là dùng cái cách này để mà mình uh, bắt lại cái request thanh toán và mình xem thử là khi mà nó gửi cái request lên nó thì nó sẽ gửi cái API nào lên đó thì mình hoàn toàn có thể là lấy được cái thông tin của cái API đó, của một cái ứng dụng nào đó mà không cần phải nhờ cái sự trợ giúp của cái người đẹp đó thì nếu mà mình làm cái thao tác này nó uh, thường xuyên và thành thạo đó, thì sau này mình có thể là troubleshoot cái ứng dụng của mình nó rất là dễ đó cũng như là mình biết được là bên dưới nó gọi đến những cái API nào Dẫn cái request nào để xử lý đó và không cần cái sự trợ giúp cũng như là can thiệp từ cái team dev mà mình tự lấy như ra được những thông tin đó luôn rồi thì đó là cái um, um, phần thứ nhất ha là bắt lại cái uh, request response rồi ngoài ra thì uh, mình uh, còn test được một cái kịch bản cũng khá là hay đó Xem ví dụ như là mình mình muốn đón cái mật khẩu đi. Đó. Mình muốn đón cái bách quật chỗ này. Hoặc là sẽ có rất là nhiều những kịch bản mình muốn đoán giá trị. Xem nói là ví dụ mình có một cái field là nhập đúng cái OTP. Đó thì làm sao mình đoán được cái số OTP đó? Hoặc là nhập cái mã giảm giá. Đó. Thì làm sao mà mình có thể đoán được cái mã giảm giá đó hoặc là có một cái form đăng nhập thì làm sao mình có thể đăng nhập được vào trong cái hệ thống đó đó thì với những cái uh, hành động mà lặp đi lặp lại và cần thử nhiều cái dữ liệu như vậy đó thì uh, trên cái bóp suýt á nó gọi là cái tính năng là intruder đó thì bây giờ sang sẽ demo cái cách mình sử dụng cái intruder để đón một cái thông tin nào đó và cụ thể ở đây á là mình đón cái password của một tài khoản rồi thì bây giờ để đón bắt quật thì tất nhiên là mình sẽ cần phải nhập cái user vào trước. Sau đó thì cái bắt quật thì mình chưa biết đúng không? Thì mình nhập đại một cái bắt quật nào đó. Đó. Và mình đăng nhập. Thì tất nhiên là cái hệ thống nó sẽ báo lỗi tại vì cái mật khẩu nó chưa đúng. Rồi, tuy nhiên là cái mục, mục, mục đích của mình là không phải là đăng nhập đúng. Mà cái mục đích của mình là bắt lại được một cái request đăng nhập. Đó. Thì uh, nhìn vào đây nào mình biết được á Là khi mà mình đăng nhập ở trên một cái ứng dụng web Thì cái hệ thống đó, nó sẽ gửi một cái request Với cái phương thức post Lên trên cái địa chỉ là userinfo.psb Đó và cái data mà truyền lên sẽ là cái username là test Và cái password là 1111 Đó Và cái kết quả trả về là báo lỗi Tức là mình chưa đăng nhập được Rồi thì cái này nó cũng dễ hiểu đúng không tức là cái bắt quật mình nó chưa đúng thì tất nhiên là cái hệ thống nó báo lỗi là bạn chưa đăng nhập hoặc là đăng nhập bị thất bại thì bây giờ mình sẽ sử dụng một tính năng nó gọi là intruder thì sang sẽ nhấp chuột phải vào trong cái công cụ là buff ha và mình chọn là send to intruder sau đó mình qua cái tab là intruder này đó thì uh, hiện tại là cái công cụ nó đang highlight ra uh, cái dòng thứ nhất nhưng mà cái chỗ này không phải là cái chỗ mình muốn thì sang sẽ bấm clear để xóa đi đó thì bây giờ nó 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 không có highlight chỗ nào cả và mình muốn là mình đón cái bắt buộc chỗ này đúng không thì mình sẽ highlight cái giá trị của cái bắt và mình bấm cái nút s đó thì ngay thời điểm này á, là mình xác định á, là mình muốn tấn công cái giá trị của bắt buộc thôi chứ không phải là chỗ khác. Đó là cái bước thứ nhất. Rồi. Cái bước thứ hai á là mình sẽ xác định cái giá trị mà mình sẽ nhập vào. Thì cái giá trị nhập vào á thì mình sẽ gọi là cái payload. Đó, thì chỗ này thì mình có thể là load một cái danh sách những cái password thông dụng lên. Đó, thì làm sao mình biết được á, là danh sách password thông dụng nó nằm ở đâu thì mình cứ thể lên lên Google á mọi người Search cái từ khóa là uh, Common Authentication Password đi rồi cộng cái chữ là GitHub đó thì nó sẽ ra một cái danh sách đó rất là nhiều những cái Password mà nó gọi là phổ biến đó, đó thì mình có thể là chọn một cái list trong đây để mình test đó, thì ví dụ như là sang lấy ra một cái danh sách ngẫu nhiên ha và mình sẽ bỏ nó vào trong cái tool cái này thì mình sẽ cần phải chọn cái phần là raw đây thì cái cách tấn công của cái lỗi này nó cũng khá là đơn giản tức là mình sẽ chuẩn bị hoặc là mình tìm một cái danh sách những cái password thông dụng đó sau đó là khoảng vài ngàn cái uh, ký tự. Những cái từ thông dụng. Đó thì trên mạng. Uh, những cái danh sách này rất là nhiều nha. Mình có thể là search rất là nhanh. Ví dụ như là. Uh, common password. Đó. Thì nó sẽ ra những cái uh, password. Và mình sẽ. Cộng với cái cái chữ là GitHub nữa. Thì nó sẽ ra cái kết quả là. Những cái giá trị trên GitHub. Đó. Thì mình sẽ. Lấy nó. Nó sẽ nhanh hơn. Thì cái đó cũng là một cái tip. Đó. Mọi người gõ là. Common password. Cộng. Thức, đó thì nó sẽ ra rồi thì đây là một cái danh sách mà sang vừa có nè đúng không thì ở đây nó cũng có khá là nhiều những cái giá trị khác nhau thì bây giờ sang sẽ muốn là lấy từ khúc này thôi bỏ vào trong cái công cụ ha hiện tại là nếu mà mình bỏ thẳng vào như vậy thì nó sẽ ra thành một cái dòng đó nên mình sẽ không bỏ thẳng vào mà mình dùng cái bít tên là bít là dán vào đó thì nó sẽ dán những cái giá trị mà mình vừa copy vào đây rồi thì cái công cụ này nó sẽ đòi hỏi mình hai cái setting như vậy thôi thứ nhất á, là mình xác định được á, là cái vị trí mà mình muốn input cái dữ liệu vào mình muốn tấn công là chỗ nào cái thứ hai á là cái danh sách data mà mình muốn sử dụng là cái danh sách nào đó. Sau đó thì mình sẽ bấm vào cái nút tắt thắt. Rồi. Thì bây giờ cái tool nó nó sẽ tiến hành nó quét nha. Nó quét tức là nó sẽ thử từng cái bắt quật một. Đó nó sẽ tự thử từng cái một. Và mình sẽ chờ đến khi nào mà cái công cụ nó chạy xong hết rồi thì mình sẽ kiểm tra cái kết quả. Thì cái hình thức tấn công này á Uh, nó sẽ gọi là cái hình thức Dictionary Attack, tức là tấn công theo một cái từ điển. Thì cái từ điển ở đây á, chính là cái danh sách những cái password mà mình có và nó sẽ đi tuần tự uh, theo cái danh sách đó. Nên có thể nói là nếu mà cái danh sách cái từ điển của mình đó là nó nhiều, nó phong phú thì cái khả năng mà tìm ra được cái giá trị nó sẽ cao hơn. Còn nếu mà cái từ điển của mình mà nó ngắn quá, ví dụ như là nó có 100 cái giá trị thôi thì có thể là nó sẽ không tìm ra được nhưng mà nếu mà cái từ điển của mình nó nó có uh, vài chục ngàn cái giá trị đó, hoặc là vài trăm ngàn cái giá trị thì cái uh, khả năng nó tìm ra được nó sẽ cao hơn tuy nhiên đó là cái thời gian nó quét cũng sẽ lâu hơn Thì hiện tại là mình đang sử dụng cái phiên bản community đó nên uh, sẽ có cái sự giới hạn về thời gian mình thấy là mỗi request gửi lên đó, thì nó sẽ cách nhau đâu đó khoảng một giây đó, tuy nhiên đó, là nếu mà mình dùng cái bản uh, professional đó, thì cái thời gian nó gửi lên cùng lúc nó sẽ rất là nhanh. Ví dụ trong một giây thì nó sẽ gửi cùng lúc có thể là 10 hoặc là hơn. Đó. Đó. Và cái thời gian để mà quét được một 000 cái data hoặc là 10.000 cái data nó cũng sẽ rất là nhanh. Và nó cũng sẽ tùy thuộc vào từng cái máy tấn công nha. Hiện giờ là có những cái máy chủ hoặc là có những cái máy, siêu máy tính. Đó. Đó. Thì cái thời gian mà nó quét vài chục ngàn cái ký tự đó là nó sẽ diễn ra nó rất là nhanh nha. Đó nên mình thấy được đó là nếu mà cái mật khẩu mình dùng á mà nó nằm ở trong những cái danh sách mà nó phổ biến mà đã từng được sử dụng rồi á thì khả năng mà mình bị tấn công nó sẽ rất là cao rồi thì nhìn vào đây á làm sao hacker họ biết được á là cái giá trị nào là cái giá trị mà đăng nhập được thì uh, mình sẽ dựa theo một số cái thông tin ví dụ như là đầu tiên là cái status code nè đó thì thường á là một cái request khi mà mình đăng nhập thành công hay là chưa thành công. Nó sẽ có cái uh, status code nó khác nhau. Đó, có thể là uh, không thành công nó trả về là 403. Rồi thành công nó trả về 200 chẳng hạn. đó, đó Thì cái đó là cái code bao nhiêu thì mình mình chưa có xác định. Tuy nhiên đó, là nó sẽ có một cái sự khác nhau giữa một cái code đã đăng nhập được và chưa đăng nhập được. Hoặc là mình sẽ dựa theo cái len. Đó, cái len này cái len này chính là cái uh, kích thước của những cái uh, nội dung trả về. Thì mình thấy được á là với những cái request mà nó chưa đăng nhập được á thì cái uh, nội dung trả về á, đó nó sẽ ngắn, ví dụ mình thấy ở đây nó có 10 dòng thôi. Nhưng mà với những cái uh, uh, input mà nó đăng nhập thành công á thì nó sẽ trả về cái trang bên trong đúng không? Và thường là cái trang bên trong là cái uh, ký tự cái payload của nó sẽ, sẽ nặng hơn nó nhiều hơn. Đó nên cái um, cái land uh, của cái kết quả trả về nó cũng là một cái dấu hiệu để mình biết được là nó có đăng nhập được hay chưa. Rồi, thì uh, nhìn vào trong cái danh sách này á thì mình thấy là nó có hội tụ cả hai dấu hiệu luôn. Thứ nhất á là cái status code nó có cái sự thay đổi. Tất cả những cái uh, thất bại là nó đều hai hết, tự nhiên có một cái 200. Hoặc là cái land nó cũng sẽ có sự thay đổi ví dụ như là tất cả những request thất bại nó đều là 258 hết nhưng mà tự nhiên có một cái nó là 6 hai đó thì mình thấy là nó có sự khác biệt rất là lớn thì khả năng cao là cái giá trị này chính là cái giá trị mà hacker có thể dùng để đăng nhập vào trong cái hệ thống rồi bây giờ mình sẽ thử tái tạo lại trên cái ứng dụng ha rồi hồi nãy mình đặt là username là test và cái password mình mới tìm ra là cũng là test luôn đó thì mình đăng nhập thành công vào trong cái ứng dụng. Đó nên có thể nói đó, là nếu nha, nếu mà cái bắt quật mình sử dụng mà nó nằm ở trong những cái, những cái từ, những cái giá trị mà nó mang tính là phổ biến. Đó, ví dụ như trong danh sách mình đang có nè, đó thì khả năng cao là mình sẽ bị tấn công. Đó và quan trọng là họ sẽ có đủ thời gian hay không để quét hết tất cả những cái danh sách mà hacker họ có trong cái từ điển của họ thì sau cái ví dụ này á thì mình cũng rõ hơn á là cái lý do tại sao mà người ta nói là nên đặt những cái bắt buộc dài hoặc là những cái bắt buộc mà nó không có phổ biến đúng không? Tại vì khi mà mình đặt những cái bắt buộc mà nó quá ngắn hoặc là nó nằm ở trong danh sách phổ biến đi đó thì uh, rất là dễ để bị tấn công. Còn nếu mà mình uh, dùng một cái bắt buộc mà uh, mình được thiết kế riêng hoặc là số lượng ký tự nó đủ dài thì cái khả năng mà họ tìm ra được cái mật khẩu của mình đó, nó sẽ thấp đó thì cái đó nó cũng sẽ giải thích được cái lý do rồi thì ở đây sang có một cái câu hỏi mở nha thì mình biết được là cái lỗi này nó sẽ tấn công như vậy và cái cách mà hacker họ sử dụng cái công cụ để họ tìm ra được cái mật khẩu của mình nó cũng rất là nhanh và đơn giản như vậy rồi thì để mà mình uh, fix cái lỗi này tức là để mà cái ứng dụng của mình đó, nó an toàn hơn và nó tránh được cái hình thức tấn công này á thì mình uh, nên có những cái giải pháp nào đó thì uh, mọi người có thể là chat lên đó uh, trên cái uh, khung chat đi một số những cái solution mà mọi người nghĩ là uh, có thể là ngăn chặn được cái lỗi mà mình đang demo ở đây Rồi, sang thấy là ở đây mình có hai cái uh, solution. Một cái là giới hạn số lần đăng nhập sai đúng không? Đó, thì cái đó cũng là một giải pháp. Thì mọi người thấy rất là rõ uh, trong những cái máy ATM á, đó khi mà mọi người nhập uh, sai khoảng 3 lần đi thì nó không cho mình nhập nữa. Đúng không? Tại vì cái máy ATM á là nó nó chỉ toàn là nhập số thôi. Mà cái số nó cũng rất là ngắn. Đó nên người ta có thể là nhập vào ví dụ như là 0000 0001, 0002. Đó, nhập hoài đến 9999 thì chắc chắn nó sẽ tìm ra được một cái giá trị đúng. Đó, nên uh, cái ITM á sẽ có một cái uh, solution á là họ sẽ giới hạn cái số lần mà mình nhập sai. Ví dụ như là mình nhập sai 3 lần thì nó lóc luôn cái thẻ. Đó, nó nuốt luôn thẻ đó. Đó nên uh, khi mà mình nhập sai 3 lần á thì nó cũng không cho phép mình nhập tiếp được. Đó. Nên uh, Ví dụ trong trường hợp này cũng vậy. Ví dụ như là mình giới hạn 3 lần đi. Thì hacker họ quét và thử ba cái giá trị đầu tiên là bị chặn lại rồi. Thì họ sẽ không có cơ hội để thử tiếp những cái giá trị tiếp theo. Đó. Nên cái giải pháp thứ nhất. Đó. Sang cũng rất là đồng ý với lại tiên lạc ha. Thì mình sẽ giới hạn cái số lần mà nhập sai. Ví dụ nha. Ví dụ mình sẽ có một cái requirement Là nếu nhập sai 3 lần thì mình sẽ chặn đó, trong 15 phút. Thì hết 15 phút đó thì họ có thể đăng nhập lại. Đó thì cái mục tiêu của mình đó là không để cho hacker nhập sai một cách là liên tục. Đó mà khi mà họ nhập sai 3 lần thì họ phải chờ 15 phút thì cái quá trình nó lặp đi lặp lại liên tục như vậy thì họ rất là khó để tấn công. Còn nếu mà mình muốn uh, an toàn hơn nữa thì nhập sai 3 lần đó khóa trong 24 giờ đó thì cái khả năng mà họ uh, scan tiếp nó cũng rất là thấp đó nhưng mà mình cũng phải suy nghĩ đến cơ chế là tự in -lock nha đó, sau đó ví dụ như là mình uh, nếu mà mình lock người ta rồi mà mình không có in block họ thì cũng sẽ sinh ra nhiều vấn đề ví dụ như là họ không có dùng được cái sản phẩm hoặc là lock bị nhầm mà người dùng không tiếp tục sử dụng được đó thì mình cũng không nên nó là lóc hẳn đó mà mình nên có cơ chế là tự động in block ví dụ như là sau 15 phút sau 24 giờ là nó sẽ tự động in block ra chứ nếu mà không á thì rất là có khả năng đó là khách hàng của mình bị block và họ không có dùng tiếp sản phẩm được nữa hoặc là họ liên hệ với lại cái team hỗ trợ khách hàng đó thì cái team hỗ trợ khách hàng của mình đó là phải giải quyết rất là nhiều những cái tiết kịch những cái workload rất là cao đó, mọi người hình dung là ví dụ như là mình chặn nhầm đi Một ngày có khoảng 200 người liên hệ đến cái team support để nhờ unlock cái tài khoản đó Thì nó cũng sẽ là một cái số lượng rất là lớn cho team đó Rồi, có một ý của Lan ha Là mình sẽ sử dụng captcha đó, Thì cơ chế captcha nó cũng giúp cho mình là xác định Cái này có phải là tool hay không hay là một cái người sử dụng thông thường đó Ví dụ như là khi mà input sai 3 lần đi thì nó sẽ hiện một cái captcha lên và nếu như mà cái người đó là một cái human bình thường á, thì họ sẽ xử lý captcha và đi tiếp. Còn nếu mà đó là một cái tool hoặc là một con bot thì nó không có khả năng nó giải quyết những captcha đó. Rồi, tiếp theo là có một ý kiến của Thảo Vi là yêu cầu về độ dài, ký tự đặc biệt, chữ in hoa trong password và yêu cầu thay đổi mật khẩu sau một khoảng thời gian. Ừm thì cái cách của Thảo Vi thì sẽ thiên về cái hướng là phòng chống đúng không tức là để mà mình hạn chế được cái lỗi này đó thì ngay từ ban đầu mình phải yêu cầu người dùng đăng ký một cái tài khoản mà có một cái nó gọi là cái password uh, policy tức là những cái chính sách về cái độ mạnh của password ví dụ như là mình đăng ký một tài khoản thì không được đặt một cái password mà nó dưới 8 ký tự và nó quá đơn giản mà mình phải kết hợp là trên 8 ký tự nè, chữ hoa, chữ thường nè, rồi ký tự đặc biệt. Đó, thì tất cả những tiêu chí đó nó sẽ giúp cho cái mật khẩu của mình đó, nó unique và nó mạnh hơn. Đó, thì đó cũng là một cách ha. Tức là mình kết hợp vừa tối ưu cái yêu cầu đó, để ngăn chặn ngay từ ban đầu. Cũng như là mình uh, thích những cái uh, lỗ hổng nếu mà có. Rồi, thì đó là ba ý uh, sẽ nghĩ là khá là hợp lý ha. đó thì khi mà mình à, tìm hiểu sâu về à, từng cái lỗi khác nhau á thì nó cũng sẽ giúp cho mình á là giải thích được đó cái lý do tại sao mà mình cần làm cái việc này việc kia ví dụ như hồi trước á mình à, nghe nói là cần phải đặt cái password quật mạnh đó nhưng mà mình cũng chưa hình dung là người ta tấn công ra sao đúng không hoặc là hacker họ scan họ quét ra sao nhưng mà sau cái phần demo này thì mọi người cũng rõ hơn hoặc là À, mình thấy là khi đăng ký nó bắt mình là phải nhập chữ hoa chứ thường, đó, hoặc là bắt mình là thay đổi cái mật khẩu thường xuyên. Đó, thì quay trở lại thì nó cũng sẽ ngăn chặn những cái lỗi mà mình đang demo ở đây. Rồi thì cái đó là cái cái phần là intruder ha. Đó thì đó là hai cái phần mà sang sang thấy là uh, khá là quan trọng thứ nhất á là giúp cho mình á là có thể là xem chi tiết được cái thông tin gửi lên và cái thông tin nhận về từ đó thì mình sẽ nhìn được một số lỗ hỏng cái thứ hai á là mình có thể là gửi đi gửi lại nhiều cái request khác nhau với những cái data khác nhau rồi thì chắc là Sang sẽ dừng ở đây một tí ha, để bạn nào mà có câu hỏi trong những cái phần liên quan mà nãy giờ mình demo thì có thể là chat lên hoặc là có thể là bật mic lên để trao đổi cũng được luôn. Rồi thì nếu mà chưa có thì mình có thể là để lại vào cái phần phía dưới nha cuối cùng thì uh, Sang sẽ demo một phần nữa. Rồi, thì trước khi mà demo thì uh, ở đây thấy cái Vinh Trần có một cái câu hỏi là khi nào cần xài bản Pro thì uh, bản Pro nó sẽ có một vài cái chức năng mà bản uh, Community nó không có, ví dụ như là cái chức năng là quét cái cái lỗ hỏng. Đó, tức là quét lỗ hỏng ở đây là sao? Tức là mình nhấp chuột phải vào, mình chọn là scan đó. Đây là mọi người thấy nè, nó có một cái chức năng là, là scan mà nó 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 ẩn đi rồi. đúng không? Thế là cái cái chức năng này nó chỉ uh, có trên cái phiên bản Professional thôi. Thì cái chức năng này cũng rất là lợi hại nha. Tại vì uh, nó sẽ giúp cho mình nó uh, là quét một cách tự động. Đó, một trang web thì mình có thể là có rất là nhiều chức năng, có rất là nhiều những cái request bên trong. Thì khi mà mình scan thì uh, cái công cụ nó sẽ hiện lên có những cái lỗi gì. Đó. Thì mình sẽ Ờ uh, test nó 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 sẽ bao quát hơn, còn nếu mà mình làm manual thì nhiều khi là mình rất là dễ để bỏ sót những cái endpoint đó. Tức là nó sẽ quét và đưa ra được cái đánh giá cái kết quả cho mình. Tất nhiên đó là uh, nó chỉ mang tính tham khảo thôi. Và sau đó thì mình cũng phải là cái người đọc lại và tái tạo lại xem những cái kết quả đó nó có đúng hay là sai. Đó, tuy nhiên là cái chức năng này là một cái chức năng mà nó nó nó, nó, nó rất là đáng đồng tiền của mình ha ngoài ra thì cái intruder nãy mình cũng thấy là khi mà mình chạy nè cái tốc độ nó sẽ bị giới hạn đó thì mọi người để ý là mỗi cái request được send lên nó cũng delay một tí nó không có gửi liền đó tuy nhiên là nếu mà mình dùng cái phiên bản professional thì cái tốc độ nó sẽ không giới hạn và nó sẽ gửi rất là nhanh đó đó là một số cái mà lý do mà mình sẽ cần cái phiên bản pro thì cái giá phiên bản Pro hiện tại thì nó cũng sẽ không có quá cao ha. Đầu đó nó cũng khoảng trên dưới khoảng 500 đô. Rồi, mình có thể là check ở trên cái Google vẫn ra, tức là bop suite ha. Rồi đi. Thì mình sẽ chọn cái phiên bản là Professional xem thử. Cái này là bản Enterprise rồi. Đây, nó sẽ có nhiều cái phiên bản khác nhau nhưng mà thường với công công cụ thì mình sẽ test thì mình dùng cái bản Pro này. Đó, thì mọi người thấy nè. Nó là 449 đô, đó thì nó cũng sẽ là trên dưới 500 thôi. Đó thì cái giá của nó. Thì uh, cái giá này uh, nếu mà đứng góc độ là một cái uh, công ty hoặc là mình test uh, dạng như là test dịch vụ hoặc là mình áp dụng cái công cụ này vào trong cái công việc thì cái giá này nó không cao nha. So với uh, các công ty thì cái giá 449 đô thì nó sẽ rất là rẻ, nó không có không có phải là mắc đâu. Rồi, thì cái đó là cái uh, uh, demo thứ hai ha. Và sang cũng muốn demo một cái nữa là cái chức năng repeater thì để mà demo cái chức năng đó thì sang có một cái trang web này đây đây là cái trang zero và mình thấy á là nó có một cái form là feedback ở đây đó và trên đây nó sẽ có một số cái validation Đúng không? thì nếu mà mình không nhập cái tên vào thì nó báo lỗi nó không cho mình input đó nó không cho mình input đó. tuy nhiên á là hacker họ sẽ tìm cách á là làm sao bỏ chống được cái nem nhưng mà nó vẫn gửi thành công đó thì cái cái đó là cái mà hacker họ sẽ rất là muốn làm tức là phá vỡ những cái quy tắc những cái uh, business rules của mình rồi thì cái cách họ làm như thế nào đầu tiên á là họ vẫn submit một cái request hợp lệ trước đúng không họ submit một cái request hợp lệ trước thì mình thấy là với một cái request hợp lệ thì nó sẽ trả về kết quả là cảm ơn đó thì cái chữ cảm ơn này chính là cái dấu hiệu để mình biết được là nó đã submit thành công rồi song song đó thì trên cái lịch sử thì mình cũng thấy là nó có một cái phương thức boss ở đây Uh, hiện tại đó là mình đang thực hiện ở trên một cái trình duyệt khác nha nên đó giờ tại sao nó không có bắt lại được cái request nên bây giờ để mà bắt được lại được cái request thì mình sẽ thực hiện trên cái trình duyệt của cái tool nãy mình bấm vào á Hoặc là một cái trang khác đi, trang này đi. Rồi. Thì đây là một cái trang web mà sang build lên để thực hành thôi. Thì nó cũng tương tự giống hồi nãy. Tức là khi mà mình không nhập đủ thông tin là nó sẽ báo lỗi. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ cần phải nhập đầy đủ thông tin theo cái form yêu cầu. Đó, sẽ nhập đủ thì khi mà mình submit thông tin đó, nó sẽ báo là cái thông tin của bạn đã được submit thành công đó, thì đây chính là cái dấu hiệu để mình biết được đó là nó đã gửi thành công quay lại cái cái tool đó, thì mình sẽ thấy được đó là nó có một cái request ở đây đó và đây chính là những cái thông tin mà mình vừa gửi lên và nó sẽ có một cái kết quả là thông tin của bạn được submit thành công rồi bây giờ mình sẽ sử dụng một cái chức năng nó gọi là repeater đó, mình nhấp chuột phải mình chọn là send to repeater thì uh, bây giờ mình cứ send lại nha đó thì mình thấy là nó vẫn trả về kết quả thành công với cái data này thì trên cái repeater này á mình có thể là sửa cái giá trị ví dụ như là ở đây sang sửa lại thành cái giá trị rỗng đó nếu mà mình sửa trên UI thì nó báo lỗi. Nó, nó sẽ không cho mình sửa trên UI đâu. Đó, còn nếu mà mình sửa trên cái tool đó Thì xem cái kết quả nó như thế nào nha. Nó, nó báo lỗi. Thì chứng tỏ là sao? Chứng tỏ là. Với trang web này. Nó có validation ở cả client và server side luôn. Cho cái field là username. Đó, và mình không có bypass được, tức là mình không có hack được cái field này. Bây giờ mình sẽ trả nó về giá trị cũ bằng cách là mình chọn control Z. Sau đó mình test đến cái field email. Thì mình cũng test trên giao diện trước nha. thì trên giao diện á nếu mà mình nhập một cái email không hợp lệ vào á thì nó sẽ báo lỗi đó, nó yêu cầu mình là email phải có dấu ba còng rồi bây giờ mình sẽ thử tương tự ở trên cái Toolbox coi đó, thì mình thấy đó, nó lại thành công đúng không? Nó, nó trả về thông báo thành công Chứng tỏ là sao Chứng tỏ là mình không thể nào á Là nhập một cái email sai định dạng Ở trên cái front end Tuy nhiên á, là nếu mà mình bắt lại cái request Ở trên cái tool á, Và mình sẽ sửa trực tiếp ở trên cái request á, Thì nó cho phép mình submit Một cái data Với cái email là không hợp lệ Đó Và từ đó mình đưa ra được một cái kết luận á, Là trên cái server side nó không có cơ chế kiểm tra lại và nếu mà mình vượt qua được cái client đó thì mình có thể submit được bất kỳ thông tin nào trong cái phần email đó, thì đây là một cái kịch bản mà hacker họ tấn công rất là thường xuyên tức là họ sẽ vượt qua cái phần bắt lỗi ở trên front end để mà có thể là submit những cái thông tin không hợp lệ trực tiếp vào trong cái back end và trong cái database của mình đó thì đây là một cái hình thức tấn công phổ biến ha và cũng rất là đơn giản rồi còn cái use case thì nó có hack được những cái use case gì? Ví dụ như là trong tương lai đi, mình có một cái ứng dụng mà mình chỉ cho phép là mua từ 1 đến 30 món hàng thôi. Đó, và nếu mà mình không có làm cái validation kỹ người ta có thể là sửa con số 30 lại thành 300, tức là họ có thể là mua 300 món hàng. Đó thì mình thấy là nó cũng ảnh hưởng đến cái business của mình rất là nhiều. Tức là vì một lý do nào đó mà mình chỉ cho phép mua tối đa là 30 món thôi nhưng mà họ hack, họ thay đổi cái giá trị vượt qua những cái validation của mình để mà sửa con số 30 thành con số 300 hoặc là um, ví dụ như là cái form đó bắt buộc là họ phải nhập đúng email nhưng mà bây giờ họ không nhập email họ nhập vào một cái data gác đó và vẫn nhập thành công đó thì nó sẽ làm cho cái database của mình nó nó xáo trộn và nó ảnh hưởng đến những cái business của mình À, thì cái hình thức này mình sẽ gọi là bypass client validation ha. Đó thì đó là ba cái kịch bản rất à, là căn bản và quan trọng ha, mà sang muốn à, chia sẻ để mình hình dung được cái cách họ à, tấn công cũng như là cái cách mình sử dụng cái công cụ bóp suit để mà mình à, tìm ra được những cái lỗ hổng đó. Rồi, thì à, À, bây giờ chắc là mình sẽ qua cái phần là Q&A đi đó để sang xem thử nếu mà có bạn nào có câu hỏi hoặc là có phần nào mà muốn chia sẻ thêm á thì mình có thể là hỗ trợ thêm ha thì các bạn có thể là chat lên trên cái phần là chat window hoặc là mình bật mic lên cho lỗi vẫn được nhé Rồi, thì uh, trong cái phạm vi của buổi ngày hôm nay uh, là mình sẽ demo và chia sẻ đến những cái uh, phần uh, căn bản như vậy. Ngoài ra thì uh, trên cái kênh uh, YouTube của Test Mentor uh, đó thì mình cũng sẽ có uh, một số cái video đó để chia sẻ nhiều hơn về cái công cụ PopSuite cũng như là liên quan đến uh, web testing. Thì bạn nào mà quan tâm cũng có thể là mở lại cái uh, channel của Test Mentor để xem thêm một số cái video trên đó ha. Rồi, ngoài ra thì uh, trong cái tháng 9 đó, tức là tầm uh, ngày 9, ngày 10 tháng 9 đó, thì uh, test mentor cũng có khai giảng một số cái lớp uh, về kiểm thử bảo mật. Đó, thì uh, trong cái khóa kiểm thử bảo mật này á, thì mình cũng sẽ học rất là kỹ về cái công cụ suýt này. Đó, cũng như là uh, những cái kịch bản tấn công của ứng dụng web thông dụng. Ví dụ như là kịch bản SQL uh, Injection, rồi Authentication, đó về quản lý về phân quyền cũng như là rất là nhiều những cái lỗi khác và mình sẽ thực hành cái việc đó là test bảo mật ứng dụng và mình sẽ lóc cái issue lên cũng như là làm những cái security checklist đó nên nếu mà bạn nào mà muốn có một cái lộ trình hoàn thiện cho cái phần là học về bảo mật đó, thì mình cũng có thể là nhắn tin vào trong cái fanpage của test mentor nha để mà các bạn tư vấn thêm kỹ hơn về cái lớp security test trong tháng 9 sắp tới đó, ngoài ra thì ngoài cái lớp mà bỏ mực thì mình cũng có những cái lớp liên quan đến API test nào, học từ căn bản đến nâng cao đó, lớp về catalog đó thì đó là những cái lớp mà mình đang mở trong tháng 9 ha thì uh, chi tiết hơn đó, bạn nào quan tâm thì cứ inbox vào trong cái fanpage của test mentor thì uh, các bạn uh, trong team sẽ tư vấn và gửi thêm thông tin mình kỹ hơn nhé Rồi, thì Sang thấy ở đây có thêm một câu hỏi nữa là Phần repeat nó có giống như là bossman và gửi bằng API hay không? Thì cái phần repeat này nó cũng sẽ giống với lại cái bossman ha Tại vì sao? Tại vì khi mà mình bắt lại cái request Thì nó cũng sẽ là những cái backend Ví dụ như chỗ này là nó sẽ là nếu mà ứng dụng có call đến một cái API đi đó, thì chỗ này chính là cái API mà mình sẽ sử dụng đó nên uh, nó sẽ khá là giống với lại cái cái việc là mình test trên Boxman tuy nhiên uh, là nó khác như thế nào uh, trên cái uh, Boxman uh, thì để mà mình có được những thông tin đó thì mình sẽ đọc cái tóc của mình và mình sẽ fill đầy đủ thông tin vào để mình test đó tuy nhiên uh, là cái tool bot này uh, nó sẽ giúp cho mình đó uh, là bắt lại những cái request web từ ứng dụng là web luôn đó tức là có thể là ngay từ ban đầu mình cũng không biết được đó là bên dưới nó sẽ gửi cái gì lên. Đó, mình giống như là mình uh, black box luôn á, mình không có một cái khái niệm gì về cái cái gì nó sẽ gửi lên bên dưới. Đó. Nên uh, mình dùng cái tool này thì nó sẽ giúp cho mình uh, là capture lại được cái uh, request và cái response. Đó thì uh, cái uh, cái công dụng của hai cái tool này nó cũng sẽ khác nhau. Boxman thì thường á là mình đóng vai trò giống như một người tester và mình uh, biết sẵn cái requirement rồi. Đó, và mình test trực tiếp ở trên Postman. Còn với Toolbox thì giống như là mình test Redbox mà mình không biết cái requirement, mình không biết bên dưới nó gửi gì lên. Và mình đang cố tình mình tái tạo để mình tự bắt những cái request đó. Đó, thì cái bản chất và cái cách tiếp cận của hai cái tool nó sẽ rất là khác nhau. Thì đây là cái tool mà nó nó sẽ bắt từ trên cái uh, cái máy của người dùng ha nên uh, gần như là những cái gì mà nó sẽ gửi lên server là nó sẽ bắt được đó, nó sẽ uh, không có trường hợp nào mà mà dạng như là có thể là giấu được á nên uh, gần như là cái gì mà sẽ gửi lên server và trả về uh, phía client thì đều bắt được và ghi lại được ha thì cái công cụ này nó không hẳn là chỉ là làm về bảo mật không đó nhưng mà người ta thấy thì uh, uh, nếu mà mình test về functional đi đó thì uh, mình cũng có thể dùng cái công cụ này để mà mình uh, bắt lại những cái request bên dưới mình đọc mình phân tích nó sâu hơn đó nên uh, cái việc là mình uh, nhìn được cái request response thì nó cũng rất là quan trọng rồi, sang nói một cái một cái ví dụ nữa nha à, ví dụ như là sau này mình test về bảo mật web á, mình có một cái ý cũng rất là hay đó là à, đảm bảo là cái session nó nó sinh ra đủ độ dài đúng không? đó thì nếu mà mình test ở trên cái end thì mình không bao giờ là mình thấy được cái session cả đó thì lúc đó thì mình cần phải đăng nhập đó và mình bắt lại cái request login đó để mình xem là khi mà mình đăng nhập đó, thì cái response trả về nó chứa cái token đó, nó nó đủ độ dài hay không. Đó nên sẽ có rất là nhiều những cái trường hợp mà mình test mình sẽ không bao giờ nhìn được ở trên cái giao diện. Mà để mà mình test được thì mình cần phải capture lại cái request để mình kiểm tra ở cái tầng bên dưới. Đó thì cái công cụ bóp này nó sẽ phục vụ rất là tốt cho những cái loại test đó. Rồi thì đó là những cái nội dung mà mình chia sẻ trong cái buổi ngày hôm nay nha Thì cũng hy vọng là những cái thông tin này cũng sẽ giúp được cho mọi người Ngoài ra thì sau cái buổi ngày hôm nay Thì Test Mentor cũng sẽ upload lại cái video lên Youtube Nên bạn nào mà muốn xem lại, thực hành lại Thì có thể là xem trên kênh Youtube nha Hoặc là mình theo dõi trên cái fanpage của Test Mentor thì mình sẽ có những cái bài recap thì uh, trong cái bài recap đó thì cũng sẽ có cái link đến video để mình uh, tham khảo lại. À, ngoài ra thì uh, nếu mà bạn nào có thêm thắc mắc hoặc là có một cái uh, uh, gì đó mà muốn uh, trao đổi sâu hơn thì cũng có thể là inbox vào trong cái uh, fanpage của test mentor nhé. Rồi thì. Uh, hy vọng là sẽ gặp lại các bạn trong những cái buổi chia sẻ tới của Test Mentor và mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về những cái công cụ cũng như là những cái cách test. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian tham gia cái buổi ngày hôm nay. Rồi, chúc, chúc mọi người có một cái buổi tối tốt lành nha. Rồi cảm ơn Tiên, cảm ơn Tâm, rồi cảm ơn My nhé. rồi cảm ơn lam